anh canh muốn muốn mau ăn anh xuống dưới để em lên trên quýnh giờ thôi đó giờ anh tính toàn gây 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 em lên trên báo thua hơn rồi vô rồi hết được để em làm vậy để gì vậy gì vậy sao hết pin thiệt tình luôn á hay ghê chết rồi này đứng trên lưới mà uống một à hai đều hai đều họ giao đi cứ giao bình thường thôi không gì vậy ba hay quá gì đây hả cái gì? Cái anh cường là bố đúng không? Ngoài ngoài đâu rồi chơi anh gì bắt trước mình nó mới đau khó vậy này không chạy cường này chạy đâu lấy cường bị nhiên giết mới đau bị nhiên giết mới xấu hổ bốn mới đó đều hả gì bốn 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 năm bốn còn đâu để cơm dậy trời ơi dậy ơi không đều nó đỏ lỡ đâu đó đúng rồi, vô đi, bắn sách vô. Sao? Sáu. Nó quất chết luôn. Sáu năm. Nó mạnh sao? Gió mà. Mạnh nó quất liền. Dám bỏ. À, xử lý. Xử lý đi. Dám bỏ. Số đều. Đấy quá. Bên ngoài không? Bên ngoài. Ngoài. Bên này. Hay quá. Thằng là bỏ không à, chơi gì kỳ vậy. Mày làm không nè, ông Việt ông cười hoài vậy. Sao? Trời ơi. Ông quẹo ông cười. Trời ơi, thằng xanh luôn. Trời ơi, sao vậy? Việt cái tường là muốn chung đất đó đúng không? Cũng đất chung rồi, mới 3 lần rồi. Mới đặt cổng 1 lần hả? Này gì nữa lên trầu độc không phải chữ nó nhỏ nhỏ hết rồi điện đây mà đều sáu đều tám đều tám đều tám đều à này anh đây đây trời ơi gì vậy quá nhiên ơi à, đúng rồi chết ổng rồi chết rồi chính hả tám không hả tám tám một tám cố gắng lên đi quá nên để anh hạ cười mình chết ở ngoài rồi chết ai nó ngoài vợ thì nó ngoài đó vợ cũng chưa ngoài rồi có lên ao trời ơi gì mà phèo cái chân này phải chết này chờ cái gì thôi đi dưới đây quýnh lên trên nha quýnh khác dễ hà dễ hà
dễ hả? Dạ, 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 dễ ăn hả? Dạ, tôi có tin kia hả? Không. Nếu Phượng đã bao rồi mà chị. Mặt ghê có chán. Hôm nay bánh lớp ngon nè. Lớp cầu ngon. Đó, bên đây. Mai. Quá là bậy không? Bậy không. Này. Quân lớp đây. Mày nó con. Ê. Không điện phòng đó là những lỗi không điện phòng. Vô nha. Vô. Cầu. Quất luôn. Vậy hả? Quá nhỏ được rồi.